Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những chiếc đồng hồ có mức giá khiêm tốn của người nổi tiếng nhé. Việc những người nổi tiếng lựa chọn đồng hồ đắt giá không hề hiếm gặp, nhưng khi họ lựa mua một chiếc đồng hồ vài nghìn đô la hay thậm chí vài trăm đô la lại là điều chúng ta ít thấy. Và giờ, hãy cùng Gia Bảo Luxury điểm danh những chiếc đồng hồ có phần khiêm tốn thuộc sở hữu của những người nổi tiếng. Không có gì tốt hơn khi mở đầu với hình ảnh của người đàn ông tuyệt vời là Steve Jobs cùng chiếc đồng hồ trên tay ông. Việc Steve Jobs trên tay đeo một chiếc đồng hồ hữu ích nhưng giá rẻ lại không còn xa lạ. Và trong danh sách bên dưới, có những người lựa chọn đồng hồ giá rẻ vì nhiều lý do riêng. John Mayer là một nhà sưu tầm đồng hồ cao cấp, đã từng đăng hình ảnh chiếc Casio của mình trên kênh Instagram cá nhân. Barack Obama tìm đến một chiếc York Gray. Đồng hồ Seiko Quốc 6431-6030 của Steve Jobs. Tỷ phú nổi tiếng Bill Gates đã từng đeo một chiếc Casio trị giá 10 đô la và rồi ông cũng quyết định nâng cấp lên một phiên bản khác trị giá 40 đô la. CEO của Google, Sundar Pichai lại nổi tiếng khi đeo một chiếc Fossil đắt tiền hơn, cỡ 275 USD. Những người đứng đầu các doanh nghiệp thể hiện cái đầu thực dụng của mình bằng cách lựa chọn mua những mẫu đồng hồ nhựa được bày bán tại các trung tâm thương mại hay đường phố không có gì mới mẻ. Steve Jobs lại là một con người như bị điên về sự tối giản. Người đàn ông này lựa một đôi giày New Balance, một chiếc quần Levi's bạc màu và một chiếc áo cổ lọ màu đen được nhà thiết kế Issey Miyake tinh chỉnh làm trang phục thường ngày. Với chiếc đồng hồ mà ông đã đeo trong những ngày đầu của cuộc đời, Steve Jobs cũng tuân theo nguyên tắc đơn giản này. Chiếc đồng hồ Seiko không có bất kỳ kiểu dáng rườm rà nào. Đó là một thiết kế dáng tròn màu đen với mặt số màu trắng và các chữ số Ả Rập thông thường. Chỉ có như vậy. Mặc dù đơn giản nhưng chiếc đồng hồ này đã để lại dấu ấn rất lớn vì chính cái tên Steve Jobs. Trong buổi đấu giá Harry The Action, chiếc đồng hồ của Steve Jobs đã được bán với mức giá 42.500 USD. Một năm sau đó, Seiko tái sản xuất chiếc đồng hồ này trong số lượng giới hạn, khiến nhiều fan phải ngưỡng ấy. Đồng hồ York Gray GG6500 của Barack Obama. Khi xuất hiện trên chương trình The Tonight Show with Jay Leno vào năm 2008, người dẫn chương trình đã liên tục hỏi Michelle Obama về một cuộc sống sang chảnh của gia đình vị tổng thống, về chiếc tủ quần áo siêu cấp của gia đình Omega. Anh ta đã liên tục tấn công với câu hỏi kiểu, chắc cỡ 60-70 ngàn đô la cho một bộ trang phục chứ. Thế nhưng Michelle Obama trả lời, bạn có thể kiếm được những món đồ tốt trên mạng đấy. Tương tự như vậy, chồng của Michelle Obama, chính là cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng sở hữu một chiếc đồng hồ York Gray có giá 250 USD. Nhắc đến vấn đề này, vào năm 2010, tờ báo Financial Times đã mô tả đây là hành vi tóm gọn lại thời kỳ suy thoái kinh tế, thể hiện nước đi tinh tế của vị tổng thống tới những người dân nghèo tại Mỹ. Obama đã đeo chiếc đồng hồ này trong suốt nhiệm kỳ của mình. Chiếc đồng hồ York Gray của Barack Obama có mặt số đen, ô cửa sổ báo ngày cùng tính năng Corner Grab. Về sau, Obama đã nâng cấp lên chiếc Rolex Cellini có giá 15.200 USD. Đồng hồ Casio The Green Grab của John Mayer. John Mayer có vô số đồng hồ, Rolex, Audemars Piguet xuất hiện liên tục trên cổ tay của anh chàng ca sĩ này. John Mayer thừa nhận, mình tìm đến đồng hồ có một phần do ảnh hưởng từ thời còn bé. Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân của mình, John Mayer viết rằng, anh đã từng đeo chiếc Casio The Green Grab từ hồi cấp 2. Anh nhìn chiếc đồng hồ liên tục trong lớp để chờ thời gian qua đi. Casio The Ring Grab là một chiếc đồng hồ kỹ thuật số có khá nhiều chức năng hiển thị bên trên mặt số đồng hồ, từ đếm ngược, báo thức, báo ngày và hiển thị thời gian kiểu analog lẫn digital kết hợp. Đồng hồ Seiko S 558-5000 của Arnold Schwarzenegger. Vào khoảng thập niên 80, diễn viên Arnold Schwarzenegger đã đeo một chiếc đồng hồ trong không giới một bộ phim là Commando, Rodeo, Predator, The Wind, The Running Man. Đó là một chiếc đồng hồ được sản xuất hàng loạt, Seiko S 558-5000. Đây là một thiết kế đồng hồ lặn với hiển thị thời gian bằng bộ kim, trong khi một màn hình kỹ thuật số bên trên chỉ báo ngày và thứ trong tuần. Mặc dù sau này Arnold Schwarzenegger có kết nạp thêm nhiều mẫu đồng hồ từ các thương hiệu lớn như Audemars Piguet, thì Seiko chính là thời điểm đầu cho bộ sưu tập đồng hồ của nam diễn viên. Năm ngoái, chiếc đồng hồ này đã được tái sản xuất với giá bán là 525 USD. Đồng hồ Apple Watch của Dave Chappelle. Một danh sách với những chiếc đồng hồ giá rẻ của các siêu sao sẽ chẳng hoàn chỉnh nếu thiếu đi cái tên Apple Watch. Có thể Rolex, Patek Philippe hay Audemars Piguet sẽ được soi kỹ trên thảm đỏ, nhưng ai có thể chối cãi về độ phủ sóng của chiếc đồng hồ thông minh như Apple Watch. Trên thực tế, chỉ riêng Apple Watch đã bán chạy hơn toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi thấy điều đó trên cổ tay của Chappelle, nam diễn viên hài có thể mua 150.000 đồng hồ Apple chỉ với thương vụ ký kết trên Netflix của mình. Apple Watch cũng là một chiếc đồng hồ được nhiều người nổi tiếng lựa chọn không riêng gì Chappelle, ví như Samuel Jackson hay Brian Cox. Vừa rồi là những chiếc đồng hồ có mức giá khiêm tốn của người nổi tiếng. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh Gia Bảo Luxury để cập nhật thêm nhiều video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.